Xuất phát từ tình yêu và đam mê, nhiều người ở Biên Hòa, Đồng Nai hôm nay đã và đang tìm đến với nghệ thuật thư pháp bởi cái hay, cái đẹp trong từng con chữ, nhất là dịp Tết đến xuân về. Nghệ thư pháp còn là cách giúp người viết tu tâm, rèn tính, tìm thấy sự cân bằng trong nhịp sống hiện đại hối hả. Nằm trên vùng đất Cù Lao Phố, thành phố Biên Hòa, ngôi nhà của ông Đồ Lâm Kỳ Anh những ngày giáp Tết Nhâm Dần được trang trí rực rỡ với hoa mai vàng, bánh chưng, bánh tét. Đây cũng là không gian sinh hoạt của hơn 20 thành viên câu lạc bộ thư pháp An Nhiên do anh Lâm Kỳ Anh làm chủ nhiệm. Nơi đây trưng bày hàng chục bức tranh thư pháp Việt trên các chất liệu như giấy, gỗ, quả dưa, quả dừa. Gần 5 năm nay, đều đặn những ngày cuối tuần, chị Quỳnh Như lại đến câu lạc bộ để học chữ với thầy Lâm Kỳ Anh. Dù còn trẻ, nhưng chị Như sớm say mê nghệ thuật thư pháp. Không chỉ viết trên giấy thông thường, chị Như còn viết thư pháp, vẽ nghệ thuật trên các loại hoa, quả. Trong đó có thư pháp trên quả dừa, trưng bày trong những ngày Tết. Thư pháp thì cũng không khó, mà miễn là mình chú ý cái cách thầy hướng dẫn và cái cách mà mình bút pháp của thầy rồi mình đi theo đúng. Xong rồi khi mà học thầy được một khoảng thời gian thì tôi đã vẽ được ở trên dừa nè, vẽ thư pháp được trên dừa, trên liễn nhỏ, liễn lớn và cả trên dưa nữa. Và bên cạnh đó thì thầy cũng hướng dẫn cho tôi làm nền thư pháp ở trên tranh. Mặc dù khá bận rộn, song ông Đồ Lâm Kỳ Anh vẫn dành thời gian hướng dẫn các thành viên câu lạc bộ thư pháp, cho chữ bạn bè, gia đình nhân dịp đầu xuân mới. Ngoài dạy viết chữ trực tiếp, ông Đồ Lâm Kỳ Anh còn mở các lớp dạy miễn phí ngắn hạn và các lớp thường xuyên cho những người yêu thích và muốn theo nghề thư pháp, từ cơ bản đến nâng cao. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn chung niềm đam mê. Trăng nè, đây là cây tùng và đây là có một cái người. Trong thời đại 4.0 và trong cái tình hình dịch bệnh, thì việc tập trung đông người sẽ không đảm bảo cái việc thực hiện theo yêu cầu của chính phủ. Thì mình bắt kịp thời đại đã thực hiện cái việc ứng dụng cái dạy thư pháp truyền thống vào dạy online. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn bỡ ngỡ, nhưng mà mình đã tiếp thu học hỏi các bậc đàn anh đi trước cũng như các thầy cô giáo về phương pháp dạy online, nên mình đã có một cái phương pháp riêng. Ngoài những người lớn tuổi, câu lạc bộ thư pháp An Nhiên còn có nhiều em thiếu nhi, học sinh, sinh viên trong tỉnh theo học. Với bút lông, mực tàu, giấy, nghiên, qua bàn tay của người viết, mỗi chữ thư pháp lại mang một nét riêng. Không đơn giản chỉ là nét chữ, mà thư pháp trở thành một bộ môn nghệ thuật giúp người viết chiêm nghiệm những triết lý của cuộc sống, làm giàu thêm vốn sống cho bản thân. Tôi học thư pháp thì trong những ngày đầu xuân này thì cảm thấy là rất có ý nghĩa. Cái thứ nhất là mình gợi nhớ đến về những cái truyền thống của ông cha mình. Cái thứ hai nữa là rèn luyện cho mình được cái tính kiên trì, nhẫn nại. Và cái điều mà làm cho tôi
đam mê để học thư pháp là về để truyền đạt cho học sinh của mình. Câu bộ thư pháp An Nhiên sẽ thực hiện các cái chương trình chủ điểm hàng tháng, thông qua đó mở các cái lớp miễn phí theo từng tháng và chủ điểm của từng năm các cái lễ hội, ví dụ như là 20 tháng 11 hay là tri ân thầy cô hay là Tết Trung thu, để phục vụ cho các em nhỏ có thể có một cái sân chơi lành mạnh trong việc trang trí vừa bưởi cũng như là tiếp cận với các con chữ qua thông qua chữ thư pháp, và để các em rèn luyện cái nhân cách của mình, tài đức trí dũng cũng như là tâm tính kiên nhẫn. Một mùa xuân mới lại về, từng nét chữ Việt được người viết bằng cả tấm lòng, gửi gắm những điều tốt đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua thư pháp cũng là một cách động viên người thân, bè bạn vượt qua khó khăn do đại dịch, cùng nhau đón Tết cổ truyền bình an và hạnh phúc.